Hiện nay ở Yên Bái, cây sắn được xác định là một trong những cây trồng thế mạnh trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trên địa bàn tỉnh hiện có 3 nhà máy chế biến tinh bột sắn lớn với tổng công suất khoảng 1.600 tấn nguyên liệu một ngày, tương đương 400 tấn sản phẩm một ngày. Ngoài ra trên địa bàn còn có hàng trăm cơ sở chế biến sắn lát khô. Thì toàn bộ số sắn của tỉnh Yên Bái thì được tiêu thụ phần lớn và được các nhà máy này là thu mua và chế biến thành tinh bột sắn. Và hiện nay thì tinh bột sắn của tỉnh Yên Bái mỗi năm thì cũng sản xuất được trên gần 30.000 tấn. Và sản phẩm tinh bột sắn thì đã được tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Và tinh bột sắn là một sản phẩm xuất khẩu cũng có thế mạnh của tỉnh Yên Bái. Và cái kim ngạch xuất khẩu về sắn hàng năm thì đạt gần chục triệu đô. Và năm nay thì năng suất sắn và sản lượng sắn thì đạt tương đối tốt. Trong 3 nhà máy của tỉnh, Công ty Cổ phần Nông Lâm sản Thực phẩm Yên Bái là đơn vị tiên phong với nhiệm vụ phải đảm bảo được sản xuất kinh doanh mang tính bền vững và hiệu quả kinh tế tương xứng với đầu tư. Qua 15 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp này đã làm được điều đó. Tại Văn Yên, công ty có 2 nhà máy, một nhà máy chế biến sắn gồm 2 dây chuyền, một nhà máy chế biến bã sắn sấy khô. 3 quý của năm nay thì cái tình sản xuất nói chung là cũng đã đạt được những kết quả tương đối toàn diện. Về cái chỉ tiêu giá trị tổng sản lượng là chúng tôi đạt 105 tỷ trên 150 tỷ kế hoạch, bằng 70%. Thế và doanh thu ở mức là 220 tỷ trên cái mức là 300 tỷ kế hoạch thì bằng 74%. Thế và đặc biệt là nộp ngân sách là chúng tôi đã đạt 15,6 tỷ trên 11,5 tỷ. Thế và bằng 136%. Và nói chung là cái thu nhập của cán bộ công nhân viên thì cũng đạt ở mức là trên 4 triệu đồng trên người trên tháng. Thị trường xuất khẩu tinh bột sắn nhiều lúc rất khó khăn, doanh nghiệp phải đối diện với cạnh tranh gay gắt vì phụ thuộc vào nhu cầu và sức mua của thị trường thế giới. Nhưng các nhà máy luôn mua nguyên liệu cho người nông dân theo giá thị trường. Bên cạnh đó, nhà máy thực hiện tốt việc đóng góp tài chính theo quy định trong đề án canh tác sắn bền vững của huyện Văn Yên bằng việc hỗ trợ giống, phí, v.v. giúp nông dân phát triển bền vững và sinh sống ổn định. Công ty cũng xác định là phối hợp cùng với khuyến nông khuyến lâm để mà xây dựng những các cái chương trình đề án cho vấn đề canh tác bền vững. Cái vấn đề này thì huyện cũng rất ủng hộ tích cực. Vấn đề thứ hai nữa tức là công ty cũng hỗ trợ thông qua hỗ trợ nông dân đảm bảo cái canh tác bền vững thông qua cái chương trình là thu ký hợp đồng thu mua nông sản của dân. Thế và sau đó thì cân đối tính toán và có cái hỗ trợ tích cực. Ví dụ như là chúng tôi hỗ trợ 10 cho đến 15 đồng 1 kg sắn củ tươi đối với các hợp tác xã mà bán cho công ty với cái sản lượng cao, thì các hợp tác xã người ta sẽ thu mua những các cái dịch vụ cần thiết cũng như là các cái loại mà nguyên nhiên liệu cây trồng để mà đảm bảo lại cho cái canh tác bền vững. Mặc dù sản phẩm tinh bột từ cây sắn cho hiệu quả kinh tế cao, nhưng do phần lớn sản lượng lại xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Vì vậy, để tránh phụ thuộc vào thị trường này, thời gian qua, Sở Công Thương Yên Bái đã tích cực hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm tinh bột sắn bằng việc đưa các công ty sản xuất tinh bột sắn tham gia các hội chợ thương mại lớn, cũng như tổ chức đoàn doanh nghiệp xúc tiến thương mại tìm hiểu thị trường tại các nước lân cận. Thì trong thời gian vừa qua, theo sự chỉ đạo của tỉnh, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm xúc tiến thương mại là đưa sản phẩm tinh bột sắn tham gia toàn bộ các cái hội chợ trong nước cũng như hội chợ quốc tế. Để vừa qua thì tỉnh Yên Bái cũng đã đưa cái đoàn doanh nghiệp sắn sản xuất tinh bột sắn sang thị trường Đài Loan để tìm hiểu và khảo sát cái thị trường Đài Loan để xuất khẩu sang Đài Loan. Thì tuy nhiên thì cũng phải là có nhiều những cái biện pháp cũng như tăng cường các quản lý và tiếp tục đầu tư công nghệ mới để làm sao mà cái chất lượng tinh bột sắn đạt yêu cầu. Việc sản phẩm tinh bột sắn sản xuất đến đâu, tiêu thụ hết đến đó là tín hiệu khả quan cho ngành công nghiệp chế biến tinh bột sắn trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Bằng những tiến bộ trong công nghệ sản xuất và vùng nguyên liệu ổn định, đem lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững. Thêm vào đó, với những giải pháp xúc tiến thương mại kịp thời, đã góp phần vào sự phát triển của ngành công nghiệp chế biến sắn tại Yên Bái nói riêng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yên Bái nói chung.